thứ sáu tuần trước nữa, trong cái cuộc giao ban báo chí hàng tuần thì đại diện của Sở Nội vụ cũng như là của ban tổ chức thành ủy cũng đã có báo cáo với các báo chí về một số nội dung liên quan. Và chúng tôi chỉ xin nêu vắn tắt thôi. Thứ nhất là chúng ta cũng có ghi nhận cái đóng góp của anh Hải cho cái việc cùng với lãnh đạo của quận và các phường thực hiện cái việc lập lại trật tự đô thị. Đây là chủ trương của thành phố, và mỗi một quận làm thì có một kế hoạch và từng phường cũng phải tham gia một chia lại đóng góp tích cực vào đây. Tuy nhiên trong công tác quản lý đô thị của quận 1 cũng có những cái sai phạm. Đã trong 2016, 2017, 2018 thì quận 1 cũng cấp phép xây dựng là sai quy định, vượt thẩm quyền hoặc là cấp phép sai độ cao, là mật độ xây dựng sai, và những giấy phép này là anh Hải ký. Tất nhiên là có trách nhiệm của phòng xây dựng tham mưu, và vừa qua thì nhiều cán bộ của phòng tham mưu đã phải nhận kỷ luật và đổi công tác. Và như vậy là trong cái việc cấp phép sai đó, anh Hải cũng có trách nhiệm đối với quận 1. Ý thứ hai là chúng ta phải sử dụng cán bộ phát huy cái năng lực. Báo cáo với bà con cử tri là tổng chi xây dựng thành phố hiện nay đang cần hai phó tổng giám đốc, trong đó cần một phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính cho tổng công ty xây dựng. Thì qua quá trình trao đổi giữa lãnh đạo quận nhất anh Hải và các cơ quan của thành phố thì thấy rằng anh Hải đã có cái bằng về kinh tế, trước kia là phụ trách công tác thuế ở phường, từng là trưởng phòng kinh tế của quận 1, và vừa qua thì phụ trách công tác quản lý đô thị, nên có cái nền tảng về kinh tế và cũng biết về công tác quản lý đô thị xây dựng. Cho nên có đề xuất là đưa anh Hải làm phó tổng đốc và phụ trách về tài chính của tổng ty xây dựng Sài Gòn. Và trước đó cũng có trao đổi với Hải về việc này, tôi muốn báo cáo lại là cái phân công này không phải không căn cứ vào năng lực của cán bộ, nhu cầu của tổng ty xây dựng Sài Gòn. Xin báo cáo bà con cũng hiểu thêm.